Hello các bạn ơi, wow, hôm nay Vũ Vàng CBTV ăn gì đây? Đó là gà KFC bố mẹ Vũ Vàng mua cho nhà. Wow, là cá thịt tôm đấy các bạn ạ. Ui, ăn vị cay. Wow, chấm đầy trứng cá các bạn ạ. Wow, ui ngon quá. Ôi trời, ngon quá các bạn ơi. Wow, xin mọi cắn cắn đi, gặm đi. Ui gặm ăn xem nào, ai đẳng cấp luôn các bạn ạ. Ai Vũ Vàng ăn này. Ui ngon thế nhỉ. Wow, Vũ Vàng gặm. Ui trời, đẳng cấp luôn các bạn ạ. Ui trời. Wow, xin mọi ăn đi. Ui trời, đẳng cấp luôn các bạn ạ. Wow, đây này, nhớ lắm các bạn ạ. Wow. Ôi sợ kê luôn các bạn ơi. Wow, mùi bát mì tôm bố này. Và mũ vào mùi ngon cho cả măng này. Có cả ấy này ra trộn lên các bạn nha. Ui măng và gì các bạn ơi. Và sung này, ui sổ đẳng cấp luôn. Ớt này, ui sổ cái bát mì tôm quá chất lượng này anh em ạ. Ôi sợ kê vàng, ôi sợ kê. Ấy ngon lắm, xin bạn đi. Ngon lắm các bạn ạ. À, về hôm nay học giỏi chắc quán đây được thưởng một cả áo mới này. Đấy, hai bạn được áo mới nha. Mũ vào thích áo mới không? Đó. Áo mới đẹp trai xinh trai quá. À, đúng rồi, nào mua cặp nha, vì trong quan học giỏi nên các bạn trong quan học giỏi nên trong đúng mình thưởng nha. Ô sờ kê ăn đi, ăn đi. Ui sủi đẳng cấp luôn. Ui sủi ngon quá các bạn ạ. Ui ngon thế nhỉ. Wow, đẳng cấp luôn. Ui sủi đẳng cấp luôn các bạn ơi. Ô sờ kê nha. Na 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 na. Cái nhà